Ok, hay nha các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Giang Ngũ đây và đây là video cùng chơi game Pokemon Black 2. Ok, thì ở video trước mình đã đánh bại được bộ ba bóng đêm, ok, The Shadow Triads. Và sau đó thì mình đánh bại luôn cả Hurt và được Hurt cho cái chiêu Dive, có nghĩa là chiêu lặn. Và Cynthia cũng đang ở gần cái thị trấn này. Nhưng mà với cái đội hình level của đội hình hiện tại của mình á thì không thể nào đánh lại, ok. Cho nên là mình tạm gác cái việc đánh Cynthia lại, sau này mình mạnh lên một chút thì mình sẽ đánh sau. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống cái thành phố đen. Đó, từ đây mình đi xuống mấy chỗ mấy cái trainer trên đường á thì mình đã đánh xong hết rồi, cho nên bây giờ chỉ việc mình chạy tới đó thôi. Téo, lục không gác cái đã. Téo, téo. Đây là thành phố đen. Thì ở thành phố này thì nó cũng không có gì cho mình khám phá nhiều đâu, chỉ có cái ngôi tháp đen này nè, tòa tháp đen nè, Black Tower. Thì nơi đây các bạn có thể dùng cái tòa tháp này để làm nơi luyện level cũng được, gắn cái lúc kia S vô xong rồi vô tòa tháp này luyện, ok. Rồi thì video này thì mình sẽ không có dây dưa gì nhiều với cái thành phố này cả, vì nó cũng nhỏ thôi, nó cũng không có gì cho mình khám phá nhiều đâu, cho nên là mình đi tiếp luôn. Có ai cho đồ gì không? Ok, đây tới khu vực này là những trainer mới ở đây, phải đánh á, tua nhanh luôn nha. Mew, một Pokemon cực kỳ quen thuộc. Lên đường. Lên đường. Con này hệ độc. Ok, Rocko đây rồi. Ủa, nó hệ bóng tối chứ hả? Mình nhầm. Nhầm, nó hệ độc. Ok, đi đường dưới chứ đi. Nó phân thành hai đường. Đâu rồi? What? Đẩy cục đá nào nhờ? À đây. Ok. Ok, cái gì đây? Swag. Để mình cho con Flygon của mình học luôn. Hai con có Earthquake. Hè hè. Đánh luôn đi. Poison Trap. Con này con rùa lửa. Đẹp, coupon. Xong. Yeah. Cái Ultra Ball. What? Ô, quái level cao vậy.
Cái khu vực này nhớ nha, quái level khá cao đấy, khu vực này nè. Đấy, sau này luyện cấp là tới đây cũng được này. Mark Bolson. Ok, Excisor. Rogan. Hay đọc. Mình nhớ là hay đọc. Đấy. Earthquake. Con này con gì nhỉ? Ember. Lên đường. Hả? What the hell? Chưa bị động của nó ghê vậy. Có một cái rare candy ở đây chắc dùng luôn quá. What? Revive. Ok. Earthquake cho Lygon học. Bỏ chiêu đào đi. Ok, hai con có Earthquake. Hết rồi, bèo kệ đi, lên đây hết cỏ rồi. Ok. Lên được. Con này là con chó. Con chó hệ thường. Hammer Arm. Oh my god, Giga Impact. Này chó lửa. Xài ba con chó luôn. What the? Có một cái xe ở đây, xe lưu động ở đây. Nếu mà mình có một con Ditto thì sẽ đổi được con Rotom. Mà mình không có Ditto. Ditto mình nhỏ lắm. Ok. Caesar. Ủa, nó không phải hệ thực vật hả? Earthquake. Magnezone. Ok. Earthquake. What?
Con này cũng ngạc nhiên khi có thấy mình có hết 8 huy hiệu. Quách làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? No. Ông này ông muốn là mình gửi một con Pokemon cho ổng, và có thể trao đổi Pokemon từ những cái vùng khác, những cái phần chơi khác. Mình chơi giả lập, mình nghĩ là điều này không được đâu, cho nên thôi. Ok, rồi. Ok, cái Long Vũ Luna lúc trước mình nhặt được ở cái ngôi nhà kỳ lạ đó, bây giờ nó sẽ phát sáng. Và nó gọi đến một Pokemon, đó chính là Resilia. Ok. Đây chính là Pokemon mà mình muốn nhắc đến trong video này, đó là mình sẽ bắt con này. Ok. À, nếu bạn nào mà chưa biết cách lấy cái Long Vũ đó ở đâu thì nó đây nha. Đây nè, ngôi nhà kỳ lạ Trang Hao nè, mình bay đến đây, thị trấn Lensimat rồi mình chạy lên là tới. Ok. Ồ, tưởng Long Vũ với ai ngờ Swanna. Rồi, sell trước cái đã. Trước khi bắt là phải sell. Nhiều bạn hỏi mình đó là ở nơi em lỡ đánh chết nó rồi sao, em lỡ đập nó chết ngắt luôn rồi giờ sao bắt. Thì trước khi bắt Pokemon điện thoại các bạn nên sell trước. Nếu mà mình lỡ mình đánh chết nó thì mình lót lại sell mình bắt lại thôi, đơn giản thôi. Rồi Luna. Sao 8 hả? Sup. Ô, căng rồi đây. Căng rồi đây. Con này nó biết bơm máu. Thôi thì mình sẽ dùng Master Ball luôn đi. Ok. Yeah. Mình ghét đánh bắt con nào mà nó bơm máu lắm, cho nên thôi chơi Master Ball luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi mình sẽ kiểm tra nó sau. Bây giờ mình sẽ đi qua tiếp qua bên trái xem còn cái gì không nhá. Genus Wing. Ta sẽ bán cho cậu con Magikarp bí mật. À, cái trò này quen quen. Nhưng mà được. Nhưng mà tiếc là trong đội hình tôi không có chỗ trống. Thôi đi. Nếu mà đội hình mình có chỗ trống mình cũng mua luôn. Dầu mà 500 đồng tiếc gì. À. Ok. Thank you.
nhận được một cái nước sạch. Rồi mình quay lại khu vực này rồi. Ủa chưa đi hả? What? Ủa chỗ này mình chưa đi hả ta? À, level 25, what the hell? Bỏ sót khu vực này. À, mày nè John. Ôi, chỗ này mình chưa đi ta. Xong. What the? 65 điểm. À, xử lý mấy người này nhanh đi. Điểm cũng không có bao nhiêu. Bay bác. À, chiều này chiều trả giá. Đào 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 đào. Quách chót hả? What? Oh man. Sao chỗ này mình chưa đi ta? Trời ơi, còn chậm hơn mấy con 2x nữa. Chậm dữ vậy ba, 6x mà đi sau 2x. Ultra Ball. My god, lúp lùm. Okay. Oh, con này hiểm đây. À, chỗ này rộng nhờ. Yes. À, nhận được chiêu số 95 Snar. What? Oh my, hóa ra nãy giờ nó giả dạng thành người nói chuyện với mình. Kinh vãi nồi. À, con này không được. Nest Ball.
Mình chắc hết nhiệm vụ ở đây rồi đó, ra đi. Hiu bò. Ồ, đánh chưa? À, chưa đánh hả? Mấy người này giờ đánh không có nhiêu điểm hết mà kệ đi, bỏ sót quá công. À, mình nhớ cái chỗ này rồi. Ok, mình hồi máu xong rồi mình lấy con Resilia ra xem luôn nha. Tào đâu, tào đâu, tào đâu, tào, tào đâu, tào. Ok, lấy em ấy ra kiểm tra. Cất đại đi, lát hồi lấy ra sau. À, tính cách thư giãn. Ok, phòng thủ cực cao, tấn công thì thấp. À, chiêu bị động là Levi Stay, kháng mọi đòn hệ ground, hệ đất. Bốn chiêu future sai, chỗ này là tấn công trong lượt sau, 100 sát thương phép. À, hệ tâm linh, slash, chém đối phương bằng vuốt hoặc lưỡi dao, 70 sát thương vật lý hệ thường. Moonlight là chiêu bơm máu nè, Psycho Cut. À, chém đối phương bằng những lưỡi dao tạo thành tiêu lượng siêu nhiên, cũng 70 sát thương luôn nhưng mà hệ tâm linh. Ok, rồi lấy đội hình ra thôi. À, có bạn thì cứ đòi mình là show đội hình, show chiêu thức đội hình, thì các bạn theo dõi kênh của mình các bạn cũng đã biết được chiêu thức đội hình của mình rồi. Ok, nhưng mà giờ có bạn muốn xem thì mình cho xem thôi. Mình xây dựng đội hình thì không phải là để PvP, không phải là để đấu với lại người khác, cho nên là mình xây dựng nó cùi bắp lắm. Đây nè, chiêu thức đúng không? Flygon nè, Stone Edge, Earthquake, Dragon Claw, Fly. Ok, một con nha. Golibidi nè, Cut, Double Axe, Poison Trap và Axe Scissor. Ember, Hit Rat, Lealist, Hit Mat, Hammer Arm. Ok, Goldak, Blizzard, Sub, Psychic, Hydro Pump, Crocodile, Train, Outray, Earthquake và Run. À, Magnezone, Thunder Wave, Thunder, Discharge, Last Cannon. Rồi, vậy thôi. À, nếu mà các bạn, một số bạn chơi PvP thì các bạn xây dựng kêu mình thấy rất là hay, cho Pokemon mình học những cái kêu mà nó khắc với lại cái hệ của mình á. Ví dụ như con Ember của mình đi, nó hệ giác đấu đúng không, nó sẽ sợ hệ bay đó, thì chúng ta sẽ cho nó học một chiêu hệ đá để chị lại hãy bay đấy. Các bạn chơi PvP các bạn sẽ tính đến những cái đường đấy, nhưng mà mình á thì mình không có PvP cho nên là mình chỉ build như vậy thôi. Ok, rồi cái mục tiêu tiếp theo của mình là sẽ đến cái từ cái Bigwood Forest ở đâu nhỉ? À đây,
là mình sẽ bay về Castilla, mình đi thẳng qua bên phải là còn bốn thành phố bên này mình chưa đi. Đấy. Rồi, qua bên phải. Tao. Đây, bình thường lúc trước là nó không cho đi, giờ cho đi vậy nè. Quá, cái cầu to vãi. Không phải to, dài. Cầu dài vãi. Ok, có đây, uống đi. Ông này không khát nước, ông xin ly nước, sẵn mình có ly nước cho ông uống luôn. Tới chị trời. Tới rồi, wow, mừng quá. Ok, rừng Pinwheel đây. Đủ nhanh nha. Dragon Claw. Timbo. Ok. Xài hai con vừa nước vừa đất. À, ok. Execute. Lại. Come on. Mew tăng hung thần của Gen 2. Bạn nào chơi Hot Go sẽ không lạ gì con này. Ok. Ratini ghê thiệt. Gible. Quá. Bác thần không bị cha. Còn bé mà sử dụng tàn Pokemon dữ. Ok. Lại. Barat. Hình như khu rừng này nó cho mình gặp lại những Pokemon của những gen trước thì phải. Sider. Oh, Shock Dance. Oh, Chiren.
đến lúc lúc luôn có người bắt gặp nhóm plasma trong rừng Pinwheel, giúp chúng tôi tìm chúng chứ. Ok, à ok nhóm plasma trong này ha. Oh my god, ố nhầm, sao lại dùng trang, what the hell. Run. Thôi chết tôi. Xa luôn hả? Xong. Ôi chết rồi, sắp hết Mark Rebel rồi. Phải mua thêm thôi. Bloom. Ok, Bloom. What? Bear stick. Ok. Tại vì con gói nó cũng nặng á, cho nên là cái chiêu hit rap này là hiệu quả không cao cho lắm. Ok. Mark Rebel. Ok. Hết chưa? Ultra Ball. Ồ, chơi núp lùm nữa hả? Đúng. Usarin chơi luôn. Yeah. Lucray. Ok, Lucray hả? Lâu lắm rồi mới gặp lại Lucray. Ok, rồi video này của mình chắc là sẽ dừng lại ở đây. Ở video sau thì mình sẽ tiếp tục đi truy lùng team Plasma cùng với Jiren. Nếu các bạn thấy video này của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, hãy chia sẻ video này đến cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Úy Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.